Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây sứ thái ghép. Giá cây em bán là từ 100 ngàn cho tới 350 ngàn một cây. Đơn hàng em đi là 200 ngàn trở lên em mới gửi nha cả nhà. Hàng bên em là gửi đường bưu điện và đường Tô Châu ha. Cây đi bưu điện nhổ ra rửa sạch đất đóng thùng cả tông sẽ giao tận nhà cho mình luôn. Còn đi Tô Châu thì cây sẽ để nguyên bầu thế này. Gửi hàng đi Tô Châu, hàng đến nơi nó sẽ nhắn mình ra trạm đó mình nhận cây ạ. Rồi, mình có cây số 1. Cây số 1 ghép giống hạnh phúc màu trắng sọc hồng. Cây 6 bo 100 ngàn, chậu chính lớn. Số 2. Số 2 là mảnh lông 1. Ghép 4 bo 130. Chậu chính lớn luôn nha. À, chậu 10 nha. Chậu C10. Số 3. Số 3 là ngọc băng, ghép 5 bo, 100 ngàn. Ngọc băng là xoay hoa to, màu trắng tinh. 5 bo, 100 ngàn nha. Số 4. Số 4 là Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Giống này là hoa cực kỳ rộ luôn. Mình thấy cái dàn nụ của nó nè. Tựa dài nữa ha. Cây 8 bo, 250 ngàn. 250 ngàn, cây này củ to nha cả nhà. Nè, em quay mình là nhìn sang nè, cây 250 ngàn và cây 100 ngàn này nha. Rồi tiếp số 5. Số 5 là mình cây này ghép hai giống. Hai bo là của An Lạ, hoa ba lớp, nền vàng cam, cánh viền hồng có hương thơm. Và một bo này là của lá cẩm thạch nha. Cái lá cẩm thạch này nó chuyển màu theo từng giai đoạn nè. Lá non thì nó nền trắng, có bông xanh ít, viền đỏ. Và đến lá già trưởng thành thì nó sẽ nền trắng. Ủa nền màu xanh, bông trắng trắng nha. Cái giống này thì lá nó chuyển màu theo từng giai đoạn. Rồi, cái củ này là đang ở trong chậu C12 nha cả nhà. Cây 4 bo mà nó rớt một bo em bỏ không có dặm lại luôn nè. Cây này hãy mình mua về nha. Cả nhà mình ai biết dặm thì mình có thể dặm lại ha. Hiện tại là nó còn 3 bo tự dài, còn một bo là bị rớt. Cây trong chậu C12 giá 150 ngàn. Số 6. Số 6 là cung điện. Cung điện là giống này hoa ba lớp màu đỏ. Cây đang nụ rực rỡ luôn nha. Cây này mình mua về mình sang qua mình trồng trong chậu là 6 hoặc 7 tấc luôn nha cả nhà. Củ rất là to. Củ mua chặt chậu C12 luôn ạ. Cây ghép 6 bo 350 ngàn. Tới số 7. Số 7 là một em tự dài. Cây này ai yêu chiếc zin thì về chiếc được một mớ nhánh luôn. Củ hình hơi quái nữa. Ghép giống nguyệt cát. Nguyệt cát là nền trắng, gân đỏ, có hương thơm đậm mùi luôn. Giống hoa rất là rộ. Đây, cây mình nó mới ra cái vàng lá mới nè. Sứ là một cái giống này rất là dễ trồng nha cả nhà. Cây sứ nói chung là nó dễ trồng lắm. Nếu mà mình có đi công tác xa, mình cả tháng không có về nhà, mình bỏ nó một tháng không tưới là cũng không có xi nhê gì nó ha. Đây, cây này tựa dài nha. Từ cái mắt ghép lên là nó dài tầm 2 gang tay em ạ. 2 gang có nhánh hơn luôn. Có nhánh là nó dài hơn luôn nha cả nhà. Cây này mình ghép 6 bo. Cây này ghép, lúc ghép là cái thân ghép rất là ngắn luôn. Có một số khách là yêu thích cái dạng thân ngắn. Thì cái cây này nè, ghép cái thân lên là rất ngắn nha. Lên nó ngắn ngủn thế này, nó chỉ dài bằng một ngón tay mình thôi. Rồi bây giờ nó ra cái tựa dài, mình nhìn nó bung ra là cái cây rất là đẹp mắt luôn ạ. Củ quái nữa nha, cây trong chậu C10, 150 ngàn, cây ghép 6 bo, nguyệt cát. Rồi, tiếp, cây số 8, số 8 là ghép 3 giống. Trà mi 11, màu trắng, cánh viền hồng. Yến nhi chính màu tím sọc, cung điện màu đỏ, hoa ba lớp hết luôn. Cây ghép 3 giống, ghép 10 bo, giá 220 ngàn. Củ này thì cơ bắp nha. Tiếp số 9. Số 9 là ngọc hiển 5 cánh màu vàng và màu tím than. Cây 8 bo 130. Ê, củ này cơ bắp nè cả nhà. Nhìn nó chia từng múi này nha. Tiếp số 10. Số 10 là một cây giống mới bên vườn em lai ra nè nha. Tên nó là Quang Phát nha cả nhà. Hai lớp màu đỏ. Quang Phát. Hai lớp màu đỏ nè. Cái giống này hoa cực kỳ rộ luôn á. Thì mình thấy cái cây mình nó đang ra.
tựa dài nha. Cây ghép 6 bo. Củ hình hơi quái, củ hình như con thú nó đứng nè, có cái đuôi thả xuống nữa nha. Rồi cây này ghép 5 bo tựa dài, giống quang phát, hai lớp màu đỏ, 150.000. Tiếp xuống 11. 11 là sĩ thư. Sĩ thư 1, hoa trắng, 3 lớp, viền hồng. Giống này có hoa cũng rộ lắm ạ. Đây mình thấy cái dàn nụ nó đang ra nè. Cây này thì ra tựa dài rồi. Ghép 10 bo, 150.000. Tiếp 12. 12 là cây thắt biếm. Đây em quay cận cho mình coi cái nấc thắt biếm đó nè. Cây thắt biếm nha. Ghép giống kim phát. Cây này chiều cao nó em đo từ mặt cho lên đó là hơn 4 gang tay em nha. Ghép kim phát 300.000. Cái cũ nè. Ở đây có ghép một bo rồi ra nè. Tiếp 13. 13 là ghép hai giống nữa, cẩm chướng, ba lớp màu trắng cánh viền tím. Và có dặm vô một hai bo, hai bo là kiều Mỹ nha cả nhà. Hai bo kiều Mỹ, kiều Mỹ giống hoa này nó chuyển màu nè. Ban đầu nó nền vàng cam có sọc đỏ, nó nở ra tầm vài ngày nó chuyển qua là cái nền vàng cam đó nó sẽ mất đi, nó chuyển qua thành hồng hồng nha. Cây này trong chậu C10 ghép 11 bo, giá 150.000. Tiếp 14. 14 là ghép hai giống Nguyệt Tâm Ba và An Lạc. Ghép 11 bo củ cơ bắp, giá 150.000. 10 bo Nguyệt Tâm Ba, 1 bo An Lạc. Rồi tiếp 15. 15 là cây Ferrari. Ferrari ghép 9 bo chậu C10. 200.000, củ chặt chậu C10 luôn nha cả nhà. Đây, củ này quay cận cho mình xem cũng. Rồi, tiếp 16. 16 là giống T2. Cây 8 bo. 130.000. T2 đang vô nụ nha. 17. 17 là tuyết nhiệt đới, giống hoa năm cánh, hoa chuyển màu, giống hoa này rất là rộ luôn. Đây, họng đỏ nha, chuyển màu. Nó mới nở qua thì nó màu vàng. Đây như cái hoa này nè, mới nở nè. Màu vàng họng đỏ, nở tầm vài ngày nó sẽ chuyển qua là thành giống như màu hơi trắng trắng họng đỏ nha. Đây, tàn của cây tuyết nhiệt đới. Cái giống này thì nuôi bo nó lên hơi chậm. Ghép một lượt với người ta mà cái tựa nó lên hơi yếu hơn. Cây ghép 10 bo giá 250.000. 250.000. Có hành củ này rất là to luôn cả nhà. Nãy em ướm thử là nó non non 5 gang tay của em vòng lại. 18. 18 là cây hồng thanh. Hồng thanh ghép 8 bo 130.000, tựa dài nha. Cây này ai yêu dạng tựa dài thì mình chọn cây này ha. Cây này thì cái thân ghép ngắn lắm nè. Nó dài từ cái củ nó lên. Cắt ghép là chỉ có dài theo một ngón tay mình thôi nha. Đã có nhiều khách thích cái dạng ghép thân ngắn thì bên em cũng ghép dạng đó cho khách chọn. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 18 cây ha. Cả nhà khi xem cái video này nếu mình yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi điện thoại theo số điện thoại em để trên màn hình ha. Hoặc là mình nhắn tin thì mình để rõ giùm em mã số cây cộng số điện thoại thì em sẽ chốt đơn ha. Cái quan trọng nhất là mình để lại số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình để mà lấy thông tin gửi hàng nha cả nhà. Em xin nhắc lại bên em hiện nay gửi hàng đường Bưu Điện và đường Tô Châu. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký và mình bấm vào chuông thông báo để mỗi khi em đăng cái video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Và khi mình đặt hàng thành công rồi về nếu mình có thắc mắc về cách chăm sóc cây thì cứ kết nối Zalo với bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình thêm về chăm sóc cây ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ.